Rồi, em mến chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn trở lại video của em nhé. Thì hôm nay bên em có giao khách hàng chậu chuộc giống bố mẹ, cho nên là bên em quay lại cho quý anh chị cùng tham khảo nhé. Thì như trên màn hình quý anh chị đang xem, đây là cái chậu chuộc giống bố mẹ mà bên em đã lựa chọn rất là kỹ để gửi đến cho khách hàng. Đây, quý anh chị thấy rất là đẹp nhé. Thì hiện tại cái bao chậu chuộc này là bên em đã lựa chọn rất là kỹ. Và ở đây là đang bao gồm 100 cặp chậu chuộc bố mẹ mà bên em đã lựa chọn và phân loại cho quân trống và quân mái nó phù hợp để gửi cho khách hàng. Đây, chậu chuột rất là đẹp. Rồi, thì video hôm nay bên em cập nhật chậu chuột giống bố mẹ mà bên em đang có gửi đến quý anh chị. Nếu quý anh chị ưa thích nuôi cái loài chậu chuột này, cũng như là cần cái chậu chuộc giống bố mẹ, thì quý anh chị liên hệ qua bên em nhé, để được tư vấn cũng như là lựa chọn những các quân chậu chuộc giống bố mẹ chất lượng. Đó, đây rất là đẹp quý anh chị. Thì cũng như thường lệ, mỗi khi mà bên em bàn giao chậu chuộc giống bố mẹ cho khách hàng, thì bên em cũng cam kết nếu có lỗi bên em, cũng như là những quân chậu chuộc không đạt chất lượng, bên em sẽ bồi thường lại cho quý anh chị nhé. Cho nên là về quân giống, quý anh chị yên tâm, không phải lo lắng với cái những quân giống mà bên em gửi cho khách hàng. Thì hiện tại cái chậu chuộc giống bố mẹ bên em rất là sẵn. Nếu quý anh chị có cần, quý anh chị cứ liên hệ qua bên em nhé. Bên em để cái số điện thoại trên cái video này. Nếu quý anh chị có cần thông tin về cái loài giống chậu chuộc, cũng như là về tư vấn những các cái mô hình nuôi chậu chuộc, thì quý anh chị nhắn tin dưới cái video này, cũng như là liên hệ trực tiếp qua bên em để được tư vấn cụ thể. Thì cái chậu chuộc giống bố mẹ này, mỗi lần bên em giao cho khách hàng, bên em lựa chọn rất là kỹ nhá. Đấy, quý anh chị không thấy vết chảy xước, cũng như là chậu chuộc đều rất là đẹp. Và hiện tại cái bao này bên em sắp gửi là 100 quân bố mẹ, tức là 50 quân đực, 50 quân cái. Màu sắc rất là đẹp, và đặc biệt là quý chị không thấy chảy xước nhé. Đó, rất là đều, rất là đẹp. Thank you.
Còn đây là cái bao chậu chuộc mà bên em mới loại ra quý anh chị nhé. Thì bây giờ bên em sẽ cho quý anh chị xem là những các cái quân chậu chuộc này bị loại ra thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào, và các cái quân chậu chuộc bị loại ra chỉ được bán chậu chuộc thương phẩm. Đây, mời quý anh chị à. Đây, như cái chậu chuộc này là cái chậu chuộc bố mẹ, nó không đạt chất lượng, bên em đã loại ra. Quý anh chị à, nhìn kỹ thì nó rất là gầy và nó bị chớt đầu, cũng như là những các cái vấn đề khác ở trên cái quân chậu chuộc bố mẹ mà bên em loại ra nhé. Thì nó thì mỗi lần mà bên em chọn cái giống chuộc bố mẹ của khách hàng thì bên em lựa chọn rất là kỹ, cho nên là quân giống thì quý anh chị yên tâm nhé. Đây, quý anh chị thấy này, đây là các quân chậu chuộc bố mẹ mà bên em đã lựa chọn rất là kỹ, và bên em và những các cái quân này là đã bị loại ra, cho nên là nhìn nó không đạt chất lượng. Đó, quý anh chị xem thì thấy rất là rõ nhé, nó không đạt chất lượng để mà mình làm chậu chuộc bố mẹ. Đó, đầu nó bị chớt và người nó gầy và những các cái vật chớt khác ở trên cái người nó, cho nên là cái chậu chuộc này bên em chỉ dùng để làm chậu chuộc thương phẩm, bán ở ngoài chợ cũng như là bán thua khách hàng người ta có nhu cầu. Rồi, thì video hôm nay bên em xin tạm dừng tại đây nhé. Nếu quý anh chị đang xem video bên em cũng như là lần đầu tiên vào xem video bên em thì cho em xin một like và đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ bên em quý anh chị nhé. Em bye bye quý anh chị, hẹn gặp lại quý anh chị những video tiếp theo nhé.